Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23 tháng 10 đã lên tiếng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc các lực lượng của Ukraine đang chuẩn bị sử dụng bom bẩn. Bộ trưởng Shoigu đưa ra cáo buộc trên trong cuộc điện đàm với những người đồng cấp từ Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23 tháng 10. Trong các cuộc gọi đó, ông Shoigu bày tỏ lo ngại về các hành động khiêu khích có thể xảy ra của Ukraine với việc sử dụng bom bẩn, theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Adrian Watson bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đây là cái cớ để leo thang. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã lên án gay gắt cáo buộc sử dụng bom bẩn từ ông Shoigu. Ông Zelensky nói rằng Nga tung ra cáo buộc này nhằm che đậy ý định sử dụng bom bẩn của chính mình. Đồng thời, Tổng thống Ukraine kêu gọi thế giới nên có phản ứng gay gắt nhất có thể. Một quả bom bẩn được thiết kế để gây nhiễm chất phóng xạ trên diện rộng, gây nguy hiểm cho dân thường. Loại bom này không liên quan đến một vụ nổ hạt nhân. Sau cuộc điện đàm với các bộ trưởng quốc phòng Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Shoigu cũng đã thảo luận về tình hình Ukraine với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc điện đàm thứ hai giữa hai ông kể từ ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, trong thông báo về cuộc điện đàm, phía Nga không đề cập cáo buộc Ukraine chuẩn bị sử dụng bom bẩn. Lầu Năm Góc cho hay cuộc điện đàm hôm 23 tháng 10 là một cuộc gọi tiếp theo do Nga yêu cầu cho cuộc gọi hôm 21 tháng 10, đánh dấu cuộc điện đàm thứ ba giữa hai ông Shoigu và Austin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,